Nguyễn Hữu Hành. Trong lịch sử Việt Nam Cộng Hòa ghi nhận những nhân tài có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của kinh tế miền Nam. Ông Nguyễn Hữu Hành là một nhân vật được trọng dụng từ đời Tổng thống Ngô Đình Diệm cho tới Nguyễn Văn Thiệu. Thậm chí sau ngày giải phóng, ông tiếp tục sang Mỹ và được giữ chức vụ cao. Nguyễn Hữu Hành sinh năm 1923 tại Huế. Năm 1935, anh em Nguyễn Hữu Hành cũng theo cha vào Quảng Nam tiếp tục sự nghiệp học hành. Trong thời gian này, Ngô Đình Diệm đang chạy vào Quảng Nam để trốn sự truy tìm của Pháp, do đó đã gặp Nguyễn Hữu Hành. Năm 1954, Ngô Đình Diệm lên chức thủ tướng, rồi sau đó trở thành tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Thời điểm này, nền tài chính cả miền Nam do chính phủ Pháp quản lý thông qua Ngân hàng Trung ương Đông Dương. Ngô Đình Diệm lập tức mời Nguyễn Hữu Hành về làm cố vấn tài chính và kinh tế cho ông ta. Đầu năm 1955, Nguyễn Hữu Hành được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Theo thỏa thuận với Pháp, Ngân hàng Trung ương ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Cao Miên được tách ra làm ba ngân hàng quốc gia trung ương và chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động chuyên môn. Năm 1956, Ngô Đình Diệm cho thành lập Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, chỉ định Nguyễn Hữu Hành giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ngân hàng này. Từ năm 1955 đến năm 1958, ông là Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Thế nhưng vì nắm giữ những chức vụ chủ chốt về kinh tế và dám có những quyết định táo bạo, quyết liệt, cứng rắn, vô tình Nguyễn Hữu Hành đã tạo cho mình nhiều kẻ thù. Hai trong số đó là Ngô Đình Thục và Ngô Đình Nhu. Mặc dù vậy, ông vẫn chống đối vợ chồng Ngô Đình Nhu tới cùng và sẵn sàng từ chối những đề nghị hợp tác, giúp đỡ của Ngô Đình Thục, ngay cả khi có sự can thiệp của Ngô Đình Diệm. Chính vì vậy, cuộc sống của ông ngày càng trở nên ngột ngạt. Ngày 15 tháng 9 năm 1960, Nguyễn Hữu Hành quyết định từ chức để ra nước ngoài làm việc, nhưng Ngô Đình Diệm không đồng ý. Đến tháng 3 năm 1961, ông lại một lần nữa xin từ chức. Trong khi Ngô Đình Diệm còn đang tìm cách giữ chân ông, thì Ngô Đình Nhu lại hối thúc việc ký quyết định. Cuối cùng, Ngô Đình Diệm đành chấp nhận trong sự tiếc nuối. Những kẻ ghen ghét ganh tị với Nguyễn Hữu Hành coi như đó là dấu chấm hết cho một sự nghiệp đầy danh vọng của ông. Tuy nhiên, khó ai ngờ rằng, vài năm sau đó Nguyễn Hữu Hành lại quay về Sài Gòn với những chức vụ không kém phần quan trọng trong chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Cuối năm 1964, Nguyễn Hữu Hành được tuyển làm tránh sự vụ ở Công ty Tài chính Quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới và sang Washington DC nhận nhiệm sở vào tháng 2 năm 1965. Nhưng đến cuối năm đó thì ông về Sài Gòn theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ với cương vị Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, làm việc với Tổng ủy Kinh tế, gồm 4 bộ Tài chánh, Kinh tế, Thương mại và Kỹ nghệ. Năm 1966, ông tiến hành một cuộc cải cách tiền tệ làm chấn động dư luận Sài Gòn. Sau hàng loạt những cải cách kinh tế cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, tháng 10 năm 1967, Nguyễn Cao Kỳ đã mời Nguyễn Hữu Hành vào chính phủ và yêu cầu ông phụ trách toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại và kỹ nghệ, trong lúc vẫn điều hành Ngân hàng Quốc gia và Ngân hàng Thương Tín. Nguyễn Cao Kỳ cũng đề nghị Nguyễn Hữu Hành đảm nhiệm luôn chức Chủ tịch Hội đồng Tối cao Tiền tệ, vốn lâu nay do Phó Tổng thống hoặc Thủ tướng phụ trách. Ông Nguyễn Cao Kỳ muốn Nguyễn Hữu Hành phụ trách toàn bộ các vấn đề để ông ta có thể tập trung tất cả thời gian vào cuộc tranh cử Tổng thống vào cuối tháng 10 năm 67. Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Hành thực sự không muốn dính líu đến chính trị vì biết mình không phù hợp. Mặt khác, chính trường lúc này vô cùng rối ren, nội bộ đấu đá thanh trừng nhau rất quyết liệt, do đó ông đã bất mãn từ chức và quay về Mỹ. Năm 1968, ông trở lại với Ngân hàng Thế giới đảm nhận chức vụ tránh sự vụ Bắc Phi, cùng là quản trị viên dự khuyết Hội đồng Quản trị Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, phụ trách các nước Đài Loan, Nam Hàn, Việt Nam. Khi làm nhiệm vụ quản trị viên dự khuyết trong Hội đồng Quản trị IMF, ông đã đảm nhiệm vai trò liên lạc giữa IMF, World Bank và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ sau năm 1975, ông làm cố vấn Sở Ngân hàng Trung ương, Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Năm 1981, ông nghỉ hưu sớm và có kinh doanh riêng. Trong thời gian này, ông đã quay về Việt Nam nhiều lần. Năm 2004, Nguyễn Hữu Hành quyết định về sống hẳn ở quê hương. Ông chọn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm nơi sinh sống đến cuối đời. Còn cái ông thì vẫn ở Mỹ. Nhân vật số 2 là Nguyễn Tiến Hưng. Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 1957 trong một gia đình công giáo ở Thanh Hóa. Ông là một tiến sĩ kinh tế, nguyên là Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, kiêm cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông cũng là tác giả ba cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất là Hồ sơ Dinh độc lập, Khi đồng minh tháo chạy và Tâm tư Tổng thống Thiệu. Nguyễn Tiến Hưng là người rất tài giỏi trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Hoa Kỳ năm 1965, ông trở thành chuyên gia kinh tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thời gian từ 1966 đến 1970.
Dưới thời đệ nhị Cộng hòa, ông đảm nhiệm lần lượt các vị trí quan trọng là phụ tá tổng thống, tổng trưởng kế hoạch và phát triển. Trong thời gian này, ông có một số thành tích nổi bật như sau. Năm 1972, đề nghị sáng kiến hòa bình Nam Bắc Hiệp Thương với một mô hình thương mại giống như giữa Đông và Tây Đức lúc đó, giúp hai miền Việt Nam hòa giải bằng cách hiệp thương với nhau để dần dần tiến tới thống nhất trong hòa bình, và được báo Washington Post dành cả một trang để đăng lại đề nghị này vào ngày 29 tháng 9 năm 72. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phái ông cùng Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và Đại sứ Trần Kim Phượng đi Mỹ cầu viện lần cuối cùng. Nhưng do tình hình quân sự biến chuyển suy sụp quá mau chóng, cuộc vận động không thành, nên sau khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tan rã, ông đã ở lại Mỹ và góp phần vận động để giúp người Việt tị nạn được nhận định cư vào Mỹ. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông sang Mỹ định cư và trở thành cố vấn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank. Về nhiều dự án chuyển đổi kinh tế và xóa đói giảm nghèo, trong đó phải kể tới dự án Ngân hàng Lưu động giúp đỡ nông dân nghèo trên các miền đồi núi tại Việt Nam sau đổi mới. Nhân vật cuối cùng là Nguyễn Tấn Đời. Nguyễn Tấn Đời là cái tên không còn xa lạ với người Việt. Ông nổi tiếng là doanh nhân thành đạt hạng nhất ở miền Nam trong hơn 20 năm. Ông cũng là chủ nhân sáng lập hãng gạch ngói Đời Tân và Ngân hàng Tín Nghĩa. Tài kinh doanh thiên phú của ông đã khiến giới tài phiệt Sài Gòn trước năm 75 muôn phần kính nể. Cuộc đời ông là chuỗi những ngày lên voi xuống chó. Bắt đầu từ tay trắng, ông giàu lên rất nhanh, rồi lại phá sản chỉ trong chớp mắt khi vừa đặt chân vào ngành kinh doanh tiền tệ. Ông thua lỗ đến độ phải bán cả xe hơi đi để trả nợ. Tuy nhiên, sau đó ông đã lấy lại sự nghiệp nhờ chuyển sang kinh doanh gạch ngói, rồi tiếp tục mở rộng xuất nhập khẩu, bất động sản. Vào những năm 1960, Nguyễn Tấn Đời được mệnh danh là vua cao ốc. Thời gian sau, ông nhảy sang kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng với cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc ngân hàng Tín Nghĩa, một ngân hàng thương mại lớn nhất miền Nam những năm 70. Ông đã có những cải tổ gây chấn động ngành ngân hàng, làm mưa làm gió suốt một thời gian dài, gây ra những làn sóng dai dẳng khen chê đủ kiểu, làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí Sài Gòn. Những năm đầu thập niên 1970, tài sản của Nguyễn Tấn Đời đã lên tới hàng tỷ, chưa kể số bất động sản là mấy chục cao ốc, hàng loạt hãng sản xuất kỹ nghệ và hệ thống ngân hàng Tín Nghĩa, cùng 32 chi nhánh trên toàn miền Nam. Người dân Sài Gòn gọi Nguyễn Tấn Đời là vua cao ốc, vua ngân hàng. Nhưng cũng chính sự thành công vượt bậc này mà ông bị giới chính khách Sài Gòn lôi kéo vào những phi vụ làm ăn hoặc đòi chen chân vào hệ thống ngân hàng của ông. Không đồng ý với những lời đề nghị đó, Nguyễn Tấn Đời liên tục bị ám sát. Tiếp đó là những vụ vu oan giáng họa Tây Đình. Để rồi, không những sạt nghiệp mà còn phải vào tù ra tội ròng rã mấy năm trời. Thế mới thấy quyền lực của giới chính trị Sài Gòn lúc đó thật khủng khiếp và cũng thật rối ren. Phải đến sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, lệnh phóng thích được thi hành, Nguyễn Tấn Đời được trả tự do. Sau khi được trả tự do, ông sang Canada đoàn tụ với gia đình và bắt đầu lại sự nghiệp. Lúc này ông gần như trắng tay, ông năn nỉ đứa con gái bán chiếc vòng cẩm thạch để ông làm vốn kinh doanh nhỏ để kiếm sống qua ngày. Qua sự giúp đỡ của một người Nhật tên là Sato, Nguyễn Tấn Đời đã có vốn liếng để mở nhà hàng Kobe tại Canada, rồi phát triển thành một hệ thống, thành công ngoài sự mong đợi. Về sau, ông còn mở thêm hàng loạt chi nhánh tại Mỹ như Washington DC, Texas, Chicago, New York, California, Hawaii, Florida. Tên tuổi Nguyễn Tấn Đời một lần nữa lại nổi như cồn. Trở thành tỷ phú nơi đất khách, Nguyễn Tấn Đời dự định về Việt Nam xin phép kinh doanh các ngành nghề trước kia như mở ngân hàng, xây cao ốc, mở xí nghiệp sản xuất v.v. với một tham vọng rất lớn là sẽ trở lại ngôi vua thời trước. Nhưng mọi kế hoạch đang tính toán dở dang thì ông lâm bệnh và từ trần vào ngày 6 tháng 7 năm 1995 tại Florida, Mỹ.